Quý vị có người thân của mình là người lớn tuổi, người già hay là những người mà gọi là di chuyển khó khăn, đặc biệt là những người mà sau tai biến hoặc có thể là những người khuyết tật, thì quý vị rất là mong muốn cần một cái phương tiện để có thể là di chuyển đi ra ngoài. Nhưng mà thực sự nó là sẽ dùng một cái phương tiện nào? Nếu mà dùng xe ba bánh thì có lẽ là đôi khi nhiều lúc đi rất là cũng đơn giản thôi, nhưng mà thực sự nó là nó sẽ dùng các cái hệ thống mà gọi là tay ga, nên là di chuyển thì cũng gặp rất là nhiều nguy hiểm. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị, đây là một cái mẫu xe điện rất là tiện dụng và rất là an toàn, đặc biệt nó là hàng mẫu xe này là mẫu xe xuất khẩu đi Mỹ. Sẽ có những gì đặc biệt mà quý vị có thể là tham khảo để có thể giúp cho người thân của mình di chuyển được. Thì trước khi mà tôi muốn nói sâu về cái dòng xe này thì tôi muốn nói rằng là cái đối tượng sử dụng với cái xe này thì sẽ dành cho những người nào có cái khổ người, tức là lớn một chút, mập một chút, tức là trên 70 kg. Quý vị cần tìm một cái mẫu xe có thể là phù hợp cho mình, thì mẫu xe này sẽ là cái mẫu xe đắc lực, bởi vì ngang cái chiều dài ấy, là 1m4 và cái chiều ngang là 70 phân, và ngồi lên thì sẽ rất là phù hợp. Đặc biệt là quý vị nhìn thấy khi mà chúng ta giống như mặc quần áo, chúng ta ngồi lên một cái chiếc xe mà nó vừa vặn thì đi sẽ rất là đẹp và rất là ok ha. Thì khi mà bước lên cái xe thì quý vị nhìn thấy đấy, chỉ cần chúng ta đẩy cái phần ghế ra là chúng ta có thể là ngồi vô được rồi. Nên là quý vị bị tai biến hoặc là yếu, chúng ta có thể từ giường chúng ta bước lên trên xe, và cái ghế chúng ta sẽ điều chỉnh là được tất cả là 8 vị trí, chúng ta xoay trái xoay phải đều được và ngồi rất là dễ, rất là thoải mái ha. Cái phần mà ngồi chúng ta cũng có thể đẩy lên đẩy xuống giống như xe hơi. Và khi mà di chuyển thì mời cameraman có thể là vào đây để xem tôi giới thiệu sơ qua về cái tính năng. Đầu tiên là quý vị nhìn thấy khi mà bật công tắc lên thì sẽ có cái vạch pin đó, tức là ba vạch màu xanh này, rồi ba vạch màu vàng và hai vạch màu đỏ, tức là đây là cái bình đang còn đầy. Và khi mà di chuyển thì quý vị nhìn thấy là có con rùa và có con thỏ, tức là rùa là nhỏ nhất và mắc là xe này chạy tối đa được 10 km/h. Và đây có hệ thống là sinh nhan này đó, rồi sinh nhan trái sinh nhan phải, và có còi đó, và có đèn ưu tiên đó, rồi và có hệ thống gương. Và khi mà di chuyển quý vị chỉ cần bóp cái cần điều khiển đấy ạ, chúng ta di chuyển được thôi. Bóp bên phải là di chuyển tiến và bóp bên trái là lùi. Nhưng mà đối với những người tai biến, nếu mà quý vị yếu cái tay phải chẳng hạn thì quý vị có thể sử dụng tay trái hoặc là ngược lại. Đi bằng cách nào quý vị bóp cái cần này lên đó, là lùi, còn đẩy cái này là tiến. Dạ. Và tôi xin phép được di chuyển đó. Quý vị nhìn thấy đấy. Đó, khi mà bóp quý vị di chuyển rất là an toàn. Đó. Vận tốc mắc là 10 km/h. Và khi quý vị buông tay ra thì xe sẽ tự khóa và quý vị lùi. Đó. Nên là quý vị yên tâm rằng là nếu mà quý vị di chuyển bất cứ nơi đâu, chỉ cần đó, buông tay ra là xe sẽ tự khóa. Đó. Đó, quý vị nhìn thấy ạ. Và lùi thì cho phép, tức là lùi vận tốc là chỉ có 2 km/h thôi. Đó. Đó. Và với cái dòng xe này thì hiện tại chúng tôi sẽ có hai cái model. Một đó là cái model là mới 100%, giá bán chính thức là 38 triệu, bảo hành 5 năm về khung sườn và 1 năm về động cơ và 1 năm về bình. Ngoài ra nữa là đây là một cái mẫu xe mà chúng tôi đang trưng bày và chúng tôi cũng đang muốn bán ra thị trường. Nếu mà ai có cái nhu cầu cần sử dụng cái dòng xe này thì cũng có thể liên hệ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ thanh lý lại để cho quý vị có thể là đi. Và Thanh Tuấn Medical là đơn vị phân phối toàn quốc các cái dòng sản phẩm xe điện 3 và 4 bánh, các cái hàng của Edocare, thương hiệu của Đài Loan xuất đi Mỹ và châu Âu. Ngoài ra chúng tôi có những dòng xe điện của Nhật, đặc biệt là những dòng xe điện của Suzuki, Yamaha, Honda, đó là những dòng xe Nhật bãi. Thì giá dao động thì cũng chỉ khoảng tầm như là từ 17 đến khoảng tầm như là 28 triệu. Và nếu mà quý vị có nhu cầu hoặc là có biết ai cần những cái dòng xe này để giúp quý vị di chuyển thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi, số máy là 0937 679 272, hoặc vào website là thanhtuấnmedical.com để quý vị có thể là tìm những cái dòng xe phù hợp nhất cho mình. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị.